Thị trường chuyển nhượng chỉ còn 2 ngày cho tới lúc này vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Barcelona hay Real Madrid sẵn sàng tạo ra sự khác biệt bằng cách vung tiền. Có lẽ lúc này họ đã nghĩ tới việc làm thế nào để có được những màn trình diễn tốt nhất ở giai đoạn sau của mùa giải. Và hãy tìm hiểu xem mỗi đội đang có những cách gì để có được tinh thần thoải mái nhất trong thời gian tới ở số El Clasico World ngày hôm nay nhé. Tình đoàn kết có thể được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của một đội bóng. Sau những phát ngôn có phần bất ngờ của huấn luyện viên Xavi vừa qua, các thủ Barca đang cố gắng thể hiện sự đoàn kết để khiến cho các culé có thể yên tâm hơn như hành động này đây. Bởi dù ít hay nhiều, Blaugrana cũng sẽ cần tới những khoảnh khắc như thế này để tạm quên đi những sóng gió vẫn đang bủa vây lấy họ. Sau trận thua đáng buồn trước Villarreal, tập thể Barcelona lại phải đón nhận một cú sốc khác. Đó là quyết định rời khỏi sân Camp Nou của huấn luyện viên Xavi. Một quyết định đã được huấn luyện viên người Tây Ban Nha đưa ra sau một cuộc họp riêng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou. Nhận hai nỗi buồn trong cùng một ngày đã khiến cho tinh thần và nhuệ khí của cầu thủ Barcelona giảm đi rất nhiều. Thậm chí trong cuộc họp đội với Xavi, sau khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha đưa ra quyết định rời khỏi sân Camp Nou, một số cầu thủ như Lewandowski hay Joao Cancelo đã rơi lệ vì quyết định này của ông thầy. Tuy nhiên, những giọt lệ nào có thể giúp thay đổi quyết định này của huấn luyện viên người Tây Ban Nha? Vì vậy, toàn đội không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận cái sự thật phũ phàng này. Sau một nỗi buồn thất bại, cùng với đó là nỗi buồn phải chia tay vị huấn luyện viên mà họ yêu mến. Có lẽ chỉ một bữa ăn mới có thể giúp cầu thủ Barcelona vượt qua nỗi đau mà thôi. Lewandowski, một trong những người đàn anh lớn tuổi nhất của đội, có lẽ hiểu rõ điều đó nên đã quyết định mời tập thể Barcelona đến nhà dùng bữa trưa như một cách nâng cao nhuệ khí cho toàn đồng đội, đồng thời giúp anh em trong đội vượt qua những nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong vòng gần một tuần qua. Điều đáng chú ý nhất ở trong bữa ăn ở nhà Lewandowski đó là không hề có sự góp mặt của bất cứ thành viên nào trong ban huấn luyện, kể cả huấn luyện viên Xavi. Có lẽ ý đồ của Lewandowski đó là muốn các đàn em của mình phải tránh gặp mặt Xavi, người có lẽ cũng không muốn đối diện với tập thể ông đã gắn bó suốt gần 3 năm qua, một phần bởi việc gặp mặt họ lúc này có thể khơi gợi nỗi buồn trong ông cũng như trong lòng cao thủ, những người vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc tới từ tuyên bố từ chức của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Cánh truyền thông Tây Ban Nha đương nhiên không để lỡ cơ hội được gặp mặt cầu thủ Barcelona. Vì vậy, ngay sau khi bữa ăn kết thúc, đã có rất nhiều những đoạn ghi lại cảnh cầu thủ Barcelona rời khỏi nhà Lewandowski sau khi bữa ăn kết thúc. Một trong số đó đã nhận được hơn 60 bình luận, 501 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt like trên mạng xã hội Twitter. Trong số những lượt comment đó, các cổ động viên Barcelona hướng sự tập trung nhiều nhất đến Gavi, người đang phải trải qua quãng thời gian dưỡng thương. Thậm chí một cổ động viên còn cho rằng nếu có Gavi trong đội hình lúc này, có lẽ Barcelona đã không rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện tại. Trong khi đó, đối với Real Madrid, khi mà cầu thủ còn chưa nghĩ ra cách để thư giãn hay tìm kiếm cơ hội để hiểu nhau hơn, thì họ đã phải nghĩ tới việc làm thế nào để đối mặt với tháng 2 giông bão. Nhìn vào lịch thi đấu của Los Blancos, đây hoàn toàn thể trở thành bước ngoặt của Ancelotti cùng các học trò mùa giải năm nay, và sự tập trung sẽ là điều mà cầu thủ luôn phải giữ vững để vượt qua cơn bão này. Real Madrid đã vượt qua chặng đầu tiên của năm 2024 theo cách tốt nhất có thể. Họ có được danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, kiền trắng lại bị loại ở cúp nhà vua sau khi để thua đối thủ cùng thành phố Atlético Madrid với tỷ số 4-2. Cùng với đó là 3 trận thắng với cách biệt 1 bàn ở La Liga. Giờ đây, nhiệm vụ của họ đó là vượt qua chặng đường thứ 2 của năm 2024. Đó là một tháng 2 đầy gian nan ở cả La Liga và Champions League. Theo lịch thi đấu của Real Madrid ở tháng 2, các học trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ phải đối diện với 3 trận đấu đầy khó khăn. Đầu tiên đó là trận đấu gặp Girona ở La Liga, sau đó là trận đấu lượt đi Champions League gặp Leipzig trên sân nhà. Cùng với đó là một trận đấu gặp Getafe, một đội bóng hiện đang bay cao La Liga dưới thời huấn luyện viên Bồ Dallas. Hiện tại, tất cả sự tập trung của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang được dồn vào trận derby với Atlético Madrid sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này. Với một đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga mùa này, thành tích đánh bại Real Madrid 2 lần ở mùa này có thể được xem là một thành công lớn với tập thể huấn luyện viên Diego Simeone. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng trong quãng thời gian đó, Real Madrid không có được một lợi thế mà đội chủ sân Metropolitano có được, đó là quãng nghỉ cần thiết để hồi phục sức lực cho các cầu thủ. Thời điểm hiện tại, cán cân đang nghiêng về Los Colchoneros, đội bóng có được chiến thắng 3-1 trên sân nhà hồi đầu mùa. Nói cách khác, trận đấu với Atlético Madrid và Getafe chính là hai trận đấu mang tính sống còn với tập thể huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Bởi nếu có được chiến thắng trước cả Atlético Madrid lẫn Getafe, Los Blancos sẽ đánh bật gã hàng xóm ồn ào Atlético Madrid khỏi cuộc đua vô địch, bởi khoảng cách giữa hai đội khi đó sẽ là 13 điểm. Tuy nhiên, với việc tập thể huấn luyện viên Diego Simeone chỉ phải đối mặt với một Rayo Vallecano đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng La Liga mùa này, khoảng cách có thể sớm bị thu hẹp.
Ở đấu trường Champions League, Real Madrid có phần dễ thở hơn khi chỉ phải gặp một RB Leipzig đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng mini. Cụ thể, đội bóng tới từ Đức đã để thua cả 3 trận đấu đầu tiên của họ ở năm 2024. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng RB Leipzig sẽ có được lợi thế sân nhà ở trận đấu Champions League diễn ra vào đầu tháng 2 năm nay. Câu chuyện về tân thuyền trưởng của Barcelona sau khi Xavi rời đi chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề được quan tâm hàng đầu trong những ngày qua. Những tin đồn đã bắt đầu xuất hiện với những gương mặt quen có lạ có, khả thi có mà bất khả thi cũng không thiếu. Còn với bạn thì sao? Bạn sẽ nghĩ gì về những gương mặt này khi nghe thấy tên họ trong danh sách ứng viên nhỉ? Với tầm vóc của Barcelona, một thương hiệu toàn cầu, một đội bóng giàu truyền thống, một tập thể mà bất cứ huấn luyện viên hay cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu hoặc dẫn dắt ít nhất một lần trong đời, việc tìm kiếm huấn luyện viên chắc chắn sẽ là một điều gì đó rất dễ với đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, người hâm mộ Barcelona bắt đầu nhận ra điều này khó hơn họ nghĩ nhiều. Cụ thể, dù đã được rất nhiều trang tin và tờ báo lớn về bóng đá của châu Âu kết nối với huấn luyện viên này đến huấn luyện viên khác, vẫn chưa có một huấn luyện viên nào xác nhận họ sẽ chuyển đến sân Camp Nou ở mùa sau. Thậm chí một số còn tỏ ra tức giận và bác bỏ khi được hỏi về việc họ có đến Barcelona mùa sau hay không. Một ví dụ cho điều này đó là Mikel Arteta. Cụ thể, sau khi các tin tức về việc Xavi sẽ từ chức huấn luyện viên Barcelona ở mùa sau, Mikel Arteta, một cựu cầu thủ của lò đào tạo La Masia, đã nhanh chóng được đồn đoán sẽ trở thành huấn luyện viên của đội bóng này. Thậm chí báo chí châu Âu còn đi xa hơn khi khẳng định huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang nóng lòng được chuyển đến Barcelona ở mùa sau. Thế nhưng, Mikel Arteta đã khiến toàn bộ truyền thông châu Âu, trong đó có cả Sky Sports, một nguồn được xem là uy tín trong làng báo bóng đá, phải việt vị. Cụ thể, ngay sau khi các thông tin về việc ông sẽ chuyển đến Barca đến tai, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về thông tin này với một thái độ giận dữ. Cụ thể, huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ, "Tất cả những gì các bạn nghe thấy đều là tin giả. Tôi không biết những tin tức này từ đâu ra nữa. Tôi rất tức giận khi nghe tới những tin đồn vô căn cứ như vậy về mình." Khi viết về một thông tin gì đó, đáng lẽ ra cánh báo chí các anh phải cẩn thận hơn chứ. Hai mục tiêu khả dĩ khác của Barca, đó là huấn luyện viên Luis Enrique và huấn luyện viên Tuchel, cũng cho thấy họ không mặn mà lắm với công việc dẫn dắt Barca mùa sau. Cụ thể, trong khi huấn luyện viên Tuchel chưa trả lời truyền thông, huấn luyện viên người Tây Ban Nha lại chia sẻ rằng: "Hiện tại tôi chưa muốn nói gì về vấn đề này, dù chưa biết được thái độ thật sự của Luis Enrique trước thông tin này là gì, nhưng có thể khẳng định rằng công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên của Barcelona mùa sau chắc chắn sẽ rất gian nan. Bởi lẽ, nếu dẫn dắt Barca mùa sau, huấn luyện viên kế nhiệm Xavi sẽ phải nhận lãnh một tập thể vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh." Theo lời cựu tiền vệ huyền thoại của sân Camp Nou, lực lượng cũng sẽ là một vấn đề cực kỳ đáng lưu tâm đối với Real Madrid trong giai đoạn sắp tới của mùa giải năm nay. Họ không có được một đội hình dự bị thực sự chất lượng để đảm bảo được hiệu suất ghi bàn giống như những gì mà các ngôi sao trong đội hình chính thức làm được. Và thậm chí trong đội hình của Ancelotti lúc này đã có tới hai cái tên chưa được nghỉ một phút nào mùa giải năm nay. Mọi người có đoán được là ai không? Khi nhìn vào trạng Tourmalet mệt mỏi của Real Madrid ở giai đoạn cuối năm ngoái và đầu năm nay, chắc chắn người hâm mộ Real Madrid sẽ phải tự hỏi, với một trạng Tourmalet khó khăn như thế, huấn luyện viên người Italia đã phân bổ lực lượng như thế nào để Real Madrid có thể vượt qua được chúng. Thực ra, huấn luyện viên Carlo Ancelotti chỉ làm đúng cái điều mà ông làm từ trước tới giờ, đó là sử dụng những gì ông có một cách linh hoạt. Chính vì vậy mà ở mùa này, chúng ta thường xuyên thấy cảnh Tomani vừa ghi bàn vừa lui về phòng thủ cùng một lúc, hay trường hợp của Jude Bellingham, cầu thủ được ông xếp thi đấu ở cả hai vị trí, đó là chủ công và tiền vệ công ở mùa này. Cũng chính vì lối dùng cầu thủ tận dụng tối đa này mà đôi khi ông thầy người Italia khiến các học trò của mình mệt mỏi. Đương nhiên cũng có lúc ông nhận ra sai lầm của mình. Nhưng với một tập thể đang phải trải qua giai đoạn thiếu hụt nhân sự trầm trọng như Real Madrid thời điểm hiện tại, phong cách tận dụng tối đa này của huấn luyện viên Carlo Ancelotti là lựa chọn khả dĩ nhất của kèn kèn trắng. Trong số những cái tên được huấn luyện viên người Italia tận dụng nhiều nhất, Rodrigo và Fede VanVerde là nổi bật hơn cả. Cụ thể, theo thống kê của Tribuna, tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, hai cầu thủ Nam Mỹ này chưa hề nghỉ ngơi một phút nào ở mọi đấu trường mà kèn kèn trắng tham dự. Bên cạnh việc được huấn luyện viên người Italia sử dụng thường xuyên, một yếu tố nữa cũng khiến cả hai cái tên này chưa phải lỡ trận đấu nào của Real Madrid, đó là do cả hai chưa gặp phải một chấn thương hay nhận bất cứ một án phạt treo giò nào từ các trọng tài La Liga hay là Champions League ở mùa này. Cũng theo Tribuna, sau 31 trận vừa qua, cả hai cái tên này đều đã đem về cho mình những thống kê đáng nể. Cụ thể, VanVerde có được một bàn thắng, cùng 3 pha kiến tạo tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Trong khi đó, Rodrigo đã ghi được 12 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo tính đến thời điểm hiện tại. Ở trận đấu tới,
Ở trận đấu sắp tới gặp Getafe, Real Madrid chắc chắn sẽ để hai cái tên này thi đấu trong đội hình của mình. Tuy nhiên ở phần còn lại của mùa giải, chắc chắn huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ phải tìm ra cái tên thích hợp để xoay tua với hai cầu thủ Nam Mỹ nếu muốn bảo toàn sức lực cho hai cái tên có thể được xem là chủ chốt trong đội hình của ông thời điểm hiện tại. Vẫn là những câu chuyện cũ, những vấn đề chưa được giải quyết của hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Khi mà phiên chợ đông chuẩn bị đóng cửa, giờ đây các cổ động viên chỉ biết mong rằng hai huấn luyện viên của họ đã có được những phương án cụ thể trong thời gian tới. Và hãy cùng chờ xem những gì xảy ra bằng cách luôn dõi theo El Clasico World nhé.